Các bạn ấy đang đang rất là yếu, đang rất là mông lung, kể cả về cái base model cũng chưa giải quyết, chưa xử lý được. Thế cho nên tôi mới cần phải check, dừng lại một buổi check chúng ta ngày hôm nay. Nào, có vấn đề gì cần phải hỏi thì hỏi luôn nào. Cần hỏi gì thì hỏi luôn, chưa rõ phần nào cần phải demo phần nào thì demo luôn. Để tôi còn biết đường tôi support. Bạn đọc mã nào. Nào, không có gì để hỏi ạ. Hả? Hàm update gì? Cái này á? Trong hàm này đi. Hàm này ý nghĩa là như nào gì? Rồi đây nhá. Thứ nhất này, các bạn để ý tôi có cái biến, tôi gọi cái hàm update này, thứ nhất mục đích của nó là gì? Hàm này để lấy ra, hàm này mục đích là để lấy ra cái URL gốc của project. Ví dụ trong project này của tôi cái URL để truy cập vào trong cái project này là cái gì? Localhost. Http bỏ qua nhé. Localhost pt 12311 php 2 1.0.8 này đúng không? Xong rồi vào index này, rồi vào danh mục vào cái gì đấy, đúng không? Bây giờ tôi đang cần một cái để tôi lấy cái lạc này, lạc lạc này. Thì cái hàm get URL nó cung cấp cho tôi cái điều này. Được chưa? Đây là mục đích của nó. Còn tôi làm theo tôi giải thích. Hiểu mục đích của cái hàm get URL chưa? Được chưa? Các bạn làm cái gì như vậy, gọi cái get URL phát nó trả cho các bạn cái đường dẫn này luôn. Để làm gì? Để sau này khi chúng ta có một cái thẻ A, có cái address ấy, đúng không? Address của chúng ta echo lên là cái get URL đến một cái đường dẫn nào đấy, ví dụ như danh mục chẳng hạn. Thì nó sẽ sinh ra cái thẻ A này là cái gì? Localhost PHP 12311 PHP 12312 PHP 2L08 sượt danh mục. Được chưa? Đây mục đích của nó đây. Chúng ta thử ngay. Tôi sẽ echo ra get URL. Đây có đường dẫn là danh mục đúng không? Danh mục và tôi đài đây. Xong chưa? Thử nhá. Đúng không? Sượt đúng danh mục không? Bây giờ tôi muốn link đến một cái file CSS nào đấy nằm trong public này nhá. Ví dụ file main.css này. Thì tôi có gì? Tôi viết vào đây cái đường dẫn từ public đến cái file CSS thôi. Đây có đúng là đường dẫn đến file CSS không? Các bạn gọi ra nó sẽ ra cái file CSS của tôi. Đúng không? Đúng nội dung chưa? Đấy là cái ý nghĩa của hàm get URL. Được chưa? Đấy là ý nghĩa nhá. Bây giờ tiếp theo chúng ta giải quyết cái hàm nó hoạt động như thế nào. Đầu tiên tôi tạo ra cái biến là current URL UIL path, đúng không? Nó chính các bạn xem nó bằng cái gì? Bằng global URL đúng không? Nó có phải bằng cái này không? URL bằng iset get URL đúng không? Bây giờ các bạn xem này, thứ nhất tôi echo ra đây. Echo ra đây cái biến URL. Được chưa? Và tôi cộng thêm cái biến là cái br vào đây. Xong. Ở trong này tôi cũng làm tương tự. Current URL path. Và ra ngoài này tôi dive xuống nhé. Có phải hai cái xưởng đấy không?
đúng chưa? Hai cái xược đây còn gì nữa, đây là danh mục này. Ở đâu? Đây là danh mục. Gọi ra danh mục. Đúng là danh mục không? Cái global này này, ở trong PHP của chúng ta thì nó quy định rất là chặt chẽ về cái phạm vi sử dụng của mỗi cái biến. Thì cái biến URL biến đặt ngoài cái hàm biến URL này, đúng không? Tôi lấy được cái giá trị của cái hàm cái biến URL biến vào trong cái hàm này, tôi sử dụng cái program global tên của cái biến URL biến được đây, tôi mới lấy cái giá trị của nó vào trong. Được chưa? Đấy là cái tôi muốn lấy. Tiếp theo này, đã hiểu đoạn này chưa? Chẳng qua là lấy cái giá trị của cái biến này đưa vào trong hàm thôi. Rồi, xong tiếp theo có gì? Tôi echo ra cái này cái, các bạn hiểu nó là cái gì luôn. Là gì? Full path của cái URL tôi đang truy cập, đúng không? Toàn bộ nội dung, toàn bộ cái đường dẫn mà cái URL của tôi đang truy cập này. Thì nó gồm có cái gì? HTTP server name, HTTP host này. Tôi copy đến đây, tôi paste xuống. Local host nhá. Đúng không? Xong có gì nữa? Server request URL. À, URI. Có phải nó cộng với nhau thì thành cái đường dẫn là localhost sược cái PT12312 sược L08 không? Đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Rồi. Tiếp theo có gì? Nếu current path bằng sược. Đấy chưa? Nếu current path bằng cái sược tức là về trang chủ ấy. À, nếu khác sược chứ, khác sược thì chúng ta sẽ có absolute URL bằng replace của current URL path thay thế bằng cái dấu khoảng trắng và cho cái absolute URL. Tức là sao? Bây giờ tôi đang có cái URL như sau. Tôi đang có URL như này này. HTTP 2 chấm sược sược. Thôi tắt điện thoại đi nha. Localhost sược PT12312 trừ PHP2. Ô 2 thằng của nó. Ok, tắt ngay chuông điện thoại đây. Đi học mà cứ thế. Sược L08 này, đúng không? Sược danh mục này này, đúng không? Đây là full URL của tôi, được chưa? Nhưng mà khi mà truy cập vào đây, tôi có cái biến đó là để cái biến get URL kia nó sẽ bằng cái gì? Cái biến URL nó sẽ bằng cái đoạn này, danh mục sược danh hóa danh mục như này, đúng chưa? Có chính xác không? Nó chính là cái danh mục, đúng không? Bây giờ tôi muốn cái gì? Tôi muốn cái absolute, tôi muốn có cái biến absolute URL này, nó bằng cái này. Nó sẽ bằng là cái tôi xóa cái danh mục này ở trên cái full URL đi để tôi còn cái này, đúng chưa? Để tôi còn cái này, để cái này nó là cái URL gốc của tôi, sau đó tôi link đến các file CSS, file JS rồi những cái đường dẫn khác nó dễ dàng hơn, được chưa? Có mỗi thế thôi. Xong rồi tôi sẽ tiến hành echo cái là còn cái path là cái gì? Path là gì ạ? Đâu cái biến path rồi. À đây, biến path ở trên kìa. Cái biến path nó chính là những cái ví dụ như kiểu là hotlink, sược CSS, sược main.css. Thì tôi đã lấy được cái đoạn này rồi, đúng không? Sau khi xử lý một hồi tôi lấy được cái đoạn này. Giờ tôi cộng thêm cái đoạn đường dẫn này vào đây nữa. Thì là thành cái đường dẫn đến file CSS, file JS chưa? Đúng không? Xong, hết đi. Đấy, đấy là cái ý nghĩa của hàm get URL này. Tóm lại để giúp chúng ta lấy ra một cái đường dẫn từ cái localhost
tên thư mục. Bây giờ tên thư mục các bạn muốn đặt là gì đặt nhé, là L08 hay L09 hay là bao nhiêu thì đặt, hay là các bạn đưa toàn bộ code các bạn để vào đây nó cũng chạy luôn, được chưa? Có mỗi thế thôi. Sao nữa? Mỗi hàm URL này cần phải hỏi chưa? Không cần hỏi gì nữa. Cái update là cái gì? Không hiểu. Tức là mình đang có một cái danh sách đúng không? Đây mình đang có một cái danh sách như thế này. Ví dụ một hàm à, trang chủ nhá. Trang chủ mình đang có một cái danh sách sản phẩm như thế này. Đây, có một cái bút button ở đây. Đây là update đúng không? Update thì đúng không? Update thì mình sẽ có cái gì? URL bằng localhost L08-update trừ product. Như này đúng không? Và nhận thêm hỏi chấm ID bằng x chẳng hạn. Đúng không? Mình lại thiếu cái này đi. Thì mình sẽ có đây là một thẻ A đúng không? Đây là một thẻ A. Có cái href nó sẽ bằng cái gì? Hàm echo nó sẽ bằng cái giá trị của hàm get URL đóng ở ngoặc update. Viết lùi ra ngoài cho nó dài. Đây tôi viết đầy đủ nữa các bạn nhé. Đây là cái button update này. Thì chúng ta sẽ có đây là một thẻ A. Đây là một thẻ A có cái href bằng cái echo của cái get URL. Ở trong này có cái gì? String là update trừ product hỏi chấm ID bằng cái giá trị của cái biến ID. Các bạn nhắc đây, đây là xong. Được chưa? À, thay cái dấu hỏi bằng dấu bàn. Thử nhá. Thử này. Ví dụ chúng ta có cái trang chủ ở đây là vào controller index, nó sẽ vào cái trang này. Homepage này đúng không? À, tôi sẽ có một cái đường dẫn ở đây. TD bằng một thẻ A này. Href bằng echo ra cái hàm là get URL đóng mở ngoặc. Đây là update trừ product hỏi chấm ID bằng đô la hỏi chấm đô la value chọn đến ID như này đúng không? Hôm qua bạn làm này đúng không? Rồi đây là chữ update đúng không? Xóa bớt cái đoạn này đi. Ủa sao vẫn ra danh mục ta? Tôi đang echo cái gì đúng không? Đây. À, access deny. Cái này hôm trước tôi demo ở trên lớp. Thế. Thế nào nhỉ? PT123122 MVC này đúng không? Unexpected homepage dòng 19. Homepage dòng 19, homepage.php dòng 19 là dòng này. Hả? Ông nháy đây á?
product sell price, đây là price. Đấy. Có lỗi không? Tức là ở trong bạn không lấy được cái biến ID gì. Không, ờ. Trong cái hàm xử lý update gì? Ờ. Tức là không lấy được, đáp án đang gặp vấn đề là không lấy được số 3 cái gì? Rồi, tôi làm cái file CSS cho các bạn nhé. Chúng ta đang có cái URL update product đúng không? Index.php này. Tôi sẽ viết thêm một cái case update product này. Chúng ta sẽ xử lý ở trong home controller nhé. Đây đúng không? Rồi, update product này. Product index.php và tôi sẽ có cái biến là model bằng file file one nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái view. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có cái form. Tôi vứt đấy đã nha. Bây giờ các bạn viết CSS trong này hả? CSS ở trong có sẵn trong cái main đấy gì? Rồi, tôi sẽ viết ở đây là form này, có cái background color là màu aqua nhá. Được chưa? Đô la là nêm bằng nêm này. Nhảy đúng không? Tạm thời nhảy nhá. Giờ chỉ kiểm tra cái CSS thôi đúng không? Ừ. Home controller dòng 30. Thiếu chấm phẩy. Chúng ta coi đã. Bootstrap. Tôi chưa link cái file main.cs vào đúng không? Ở đây main.cs đây. Link gì, lỗi gì đây? Nó đang bị lỗi cái ID bằng 9. Đây gì? Ý bạn là như này đúng không? Thì sao? Rồi rồi, hiểu rồi.
ID bằng 9 public. Ờ, nó nét luôn cả ID lên trên này. Hiểu rồi, hiểu rồi. C query min. Rồi. Đang bị lỗi. Bậy nhỉ. Đúng rồi, hàm này có lỗi rồi. Chạy luôn. Update product nhưng nó không lấy được hết cái ID này đúng không? Rồi rồi, ok, hiểu. Đây nó đang còn thiếu cái phần này. Nó chưa replace xong. Rồi ok, để tôi search cái. PP get full. Base name request URI. Parameter. Đây chúng ta có thể dùng cái này. Đây chúng ta có get URL này đúng không? Chúng ta thử test phát cái này xem nó ra cái gì đã. Tiếp cái gì đấy? Rồi. Đây, chúng ta có lấy cái này ra. Đầu tiên là localhost update string ID bằng 9 này. Từ nha. Đang có từ từ lấy ra cái absolute và đài đây. Không ra gì luôn mà. Chờ tôi chút để tôi lấy ra xem nó như nào. Absolute URL die. Đây là update product này. Vẫn chết đúng không? Unexpected token này ở đâu nhỉ? Cái phần này tôi chưa làm xong cho nên là nó vẫn còn nhiều lỗi. Rồi ok. Tạm thời các bạn viết như này nhá. Tạm thời comment cái này vào cái này, phần này đang lỗi thì tôi về tôi sửa nốt. Phần này tôi sẽ về tôi sửa nốt sau.
chúng ta sẽ có fix cứng hardcode vào đây. Chúng ta sẽ có cái biến là absolute URL, nó sẽ bằng là HTTP tạm thời như này đã. HTTP hay chấm sược sược localhost sược PT thư mục ấy 123.1.2 trừ PP2 sược L08 là buổi ngày hôm nay của chúng ta. Sau return cái này, return cái absolute path vào trong. Bây giờ tạm thời như này. Xem còn bị lỗi không. Head này. Public bootstrap main CS này. Public main CS này. Tạm thời chúng ta hard code đã. Rồi buổi sau tôi sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Tôi sẽ về tôi sửa lại cái này. Nha, các bạn update cho tôi cái hàm get URL bằng hard code như này. Mỗi lần các bạn sinh ra một cái project mới thì các bạn sửa lại cái đường dẫn đến cái project nha. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn lại làm lại cái này. Tưởng là giải quyết được rồi nhưng vẫn còn lỗi, chưa check hết. Được chưa? Phần nào nữa nào? Còn phần nào nữa? Hả? Hết rồi à? Doãn có cách nào lấy URL đến thư mục không? Dùng cái gì? Thế thôi dẹp đi. Tôi biết. Chứ còn lấy thì ra mình có nhiều cách. Nhưng mà tôi muốn làm cách nào để cho các bạn có thể dễ hiểu một tí. Còn không thì mình thả hát tốt còn hơn. Còn cái gì nữa nào? Lớp này giỏi nhỉ, hiểu hết rồi. Kinh thật. Có phần nào thì hỏi phần đấy, hoặc là không biết làm phần nào thì hỏi. Hả? Thế à, thế thì nghỉ thôi. Học lại. Thì sau chắc chắn sẽ hiểu. Đơn giản mà. Học đi. Học đi 3 lần rồi này. Nào, tôi nói rồi, cái môn này tôi không cần chúng ta phải hiểu hết, tôi chỉ cần chúng ta biết cách dùng. Thế rồi. Cái gì? Tạo gì? Logic tạo gì? Rồi. Ví dụ như chúng ta đang có cái index nhá. Gì đây? Là index dòng 24. Làm lỗi thế nhỉ? Chờ tí để xem vấn đề nó là cái gì. Không, chắc là sai đây này. Tạo nhá. Làm cái logic tạo này. Thì ở trong cái file homepage của chúng ta sẽ thêm một cái thẻ A vào đây. Href bằng echo ra cái get URL của hàm add product. Đây đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ làm cái phần tạo này. Phần tạo thì thứ nhất chúng ta phải xác định xem có cái URL này chưa. Nếu mà chưa có thì tạo nó ra. Cái URL này kiểm tra nó nằm ở đâu. Thì copy URL này vào trong cái file index.php control F search. Nếu nó có rồi nó sẽ hiển thị ngay chúng ta. Ví dụ như giống như kiểu là thằng danh mục này này thì nó sẽ bôi vàng ngay lập tức. Còn nếu không có thì chúng ta phải tạo mới nó ra. Để tôi tạo mới một cái. Tạo mới một cái. Xong. Chúng ta sẽ có thêm gọi đến vẫn controller, vẫn là new home controller và echo ra controller hàm là hàm add product. Được chưa? Hàm add product. Thì chúng ta vào home controller và mở cái hàm add product ra ngoài. Tạo ra cái hàm add product. Function. Add product này. Cái hàm này mục đích là gì?
Hàm này mục đích để giúp chúng ta tiến hành là cập nhật áo mới nhập. Không phải của thiết mới mà là tạo ra hiển thị cho người dùng cái form để giúp người ta điền dữ liệu vào. Được không? Cái hàm này chỉ có mỗi tác dụng đấy thôi. Thì để cho chúng ta có cái form thì chúng ta làm như sau. Chúng ta cứ sinh sẵn ra cái biến model bằng new product. Chẳng có cái gì ở trong này. Và cái biến kết để làm cái select ấy, làm thẻ select ấy. Kết on và chúng ta return. Return ra cái view product form, truyền dữ liệu từ cái biến model và biến kết ra. Nó kế thừa cái main layout đúng không? Để lấy CSS. Cái gì? Compact là hàm có sẵn trong PHP. Hàm này tôi đã giải thích rồi. Mày như người giỏi ấy. Hàm render này là nhìn cái this render này không? Ở trong cái home controller này có không? Không có đúng không? Thế bây giờ phải tìm ở thằng bố nó, đây thằng bố đây này. Thấy không? Bay controller thì mở cái bay controller ra. Đây là hàm render này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp ra cái view product form. Nãy tôi vừa mới tạo ra rồi đấy. View product form.php trong này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ viết tạo ra một cái form giao diện. Chúng ta sẽ có thể div, có class và bằng container. Tôi đã ốp bootstrap vào đây rồi cho nên là chúng ta có quyền được sử dụng như này. Div con trừ md không con trừ sm trừ 8 không 6 đi. 6 con trừ sm trừ offset trừ 3 3 hay 4 nhỉ? Ở 3 3 rồi thì nó cân. Tôi bê cái form này đưa lên. Bây giờ viết nội dung cho cái form. Cái form này của tôi đầu tiên nó sẽ có một cái div là dùng bootstrap mà, class bằng form trừ group. Đây là cái thẻ label. Product name, input time text, name bằng name, có đúng nhỉ? Bảng product của chúng ta có cột name này. Name value bằng model cho đến name. Và có cái class bằng form control. Rồi cứ ngó xem nó là cái gì đã. Đây là product name. Nếu mà các bạn thấy khó nhìn quá thì phải enter nó xuống để cho nó dễ nhìn hơn. Class này, placeholder này. Đấy, cho nó dễ nhìn. Xem. Giỏi rồi. Model product cho đến name. Undefined. Ồ. Không có à? Không có thuộc tính nên nó không cho hiển thị à? Thì bỏ đi vậy, tạm thời bỏ đi tính sau. Cứ cái gì không làm được thì cứ để hiển thị được đã. Product name này. Nhìn cái màu xanh thì trông rất là thôi kệ nó, để tí chúng ta sửa sau. Product name này. Duplicate này lên. Hả? À? Cái gì? Ở layout. Biết layout là cái gì không? Rồi, tiếp theo là đến cột gì? Price đúng không? Price này, detail này, rồi thì created by đúng không? Ủa không có get ID à? Rồi tí chúng ta thêm sau. Đây là product price. Đây là thuộc tính là price. Đây là number. Gì nữa? Detail. Cái detail này chúng ta nên để là một cái thẻ text area. Name bằng detail. Class bằng form control. Làm đến đâu check giao diện đến đấy. Rồi, sao xấu này. Quê. Bootstrap rồi mà. À, viết thiếu chữ R. Chứ làm gì có chuyện để xấu thế được.
tí nữa bỏ màu xanh đi. Rồi, cuối cùng là created by đúng không? Created by để đấy tạm thời đã. Có user chưa nhỉ? Đây có user rồi. Thì tạm thời cho nó chọn một cái thẻ created by. Thì chúng ta cũng duplicate một cái này lên. Đây là created by. Đây là tôi để là owner. Thì created by ấy, thì chúng ta sẽ nó là một cái thẻ select option. Thì chúng ta sẽ có thẻ select. Ở trong này có name bằng created by. Đây không có multiple, multiple gì cả. Class bằng form control. Có cái option value này đúng không? Thì option value này chúng ta sẽ sinh ra từ cái user thì mới đúng. Sinh ra từ cái user này thì mới đúng. Thì chúng ta ở trong cái home controller chúng ta phải truyền cái biến user ra. Ở đây tôi sẽ để là user model user. Và đây tôi sẽ có cái biến user sc bằng user own. Truyền cái biến đi ra ngoài. Rồi. Ở đây tôi sẽ tiến hành for each cái biến user sc add key value. Tôi xóa cái key này, tôi không cần. Đây là u. B cái for x này lên trên. Ở trong này tôi sẽ value, tôi sẽ echo ra cái $u trở đến ID của người dùng. Còn ở giữa hai thằng này thì tôi sẽ echo ra. Echo ra là $u trở đến name. Nếu mà khó nhìn quá chúng ta lại enter xuống. Tab vào trong. Sau đó chúng ta sẽ có cái div class là take center. Đây là hai cái button, đây là một cái thẻ A. Thẻ A này href tôi echo ra cái hàm get URL đẩy sang là sược. Có cái class bằng btn cách btn trừ danger. Đây là cancel. Một cái button nữa. Button time submit có class bằng btn cách btn trừ info. Đây là save. Rồi. Bây giờ bỏ cái màu xanh này đi thì chúng ta vào cái file main.css đấy. Nãy tôi nghịch ngu tôi cho cái form vào đây màu xanh này. Đấy. Đấy, mục đích của cái app product này chỉ là đơn giản là làm cái giao diện thôi, chẳng có gì hơn. Thấy chưa? Hiển thị giao diện thôi. Xong rồi sao? Bây giờ chúng ta phải có cần một nơi để làm gì? Lưu cái đường dẫn này xuống. Lưu những cái dữ liệu này xuống. Thì chúng ta config đường dẫn ở đâu? Đường dẫn ở đâu? Cái form này submit thì là của cái gì? Của thuộc tính gì? Action. Đây này. Thì chúng ta echo ra đây. Cái hàm là hàm get URL của cái gì? Đây là save port save product. Method là post. Tôi để đây là no validate. Được chưa? Rồi. Coi xem bây giờ chúng ta submit nó lên nó đi đâu. Sang post save product đúng không? Đấy, thấy tác dụng của cái hàm get URL chưa? Có nó chúng ta làm được rất là nhiều việc. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ để đây là không bán thằng này, bán này nhiều lắm rồi. Đây là cái gì nhỉ? Thằng nào chưa vô kỵ nữa vậy? Bán coco. Giá là 30.000. Đồ chơi mà. Rod detail là biết nằm trên dây.
Đấy, duyệt kỹ. Owner của tôi, admin. Được chưa? Xong bây giờ mình sẽ cần phải có một cái, mình đã có cái shape post, shape url, shape product chưa? Chưa có thì tạo ra. Đây, mình lại tạo ra một cái nữa, duplicate nó lên. Post shape product lại home controller, đây là post shape product. Xong. Giờ mở home controller ra, tạo hàm mới. Function post shape product. Xong. Bây giờ làm gì? Tạo model và lấy dữ liệu vào model từ form đúng không? Thì giờ sao? Model bằng new product. Để tôi xem tôi viết hàm fill chưa. Ở đây có hàm fill đây rồi. Thì tôi tiến hành cái gì? Tôi tiến hành có cái biến là arr bằng đây là tôi để lấy form data. Nó sẽ bằng mảng rỗng này. Form data array. Thôi rồi. Tôi sẽ lấy model trỏ đến name bằng đô la gạch dưới post. Name cho nó nhanh, cho dễ hiểu. Còn làm cái kia thì các bạn khó hiểu quá. Model trỏ đến gì nhỉ? Price đúng không? Bằng đô la gạch dưới post. Price. Model trỏ đến gì? Detail bằng đô la gạch dưới post. Detail. Model trỏ đến created by bằng đô la gạch dưới post. Created by. Xong. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là model trỏ đến insert, đóng mở ngoặc. Tôi sẽ có cái biến là result bằng model shape. If cái result này trỏ đến ID nó khác null. Từ từ. If result khác false và result trỏ đến ID lớn hơn 0 thì đây là lưu thành công rồi. Chúng ta sẽ tiến hành return this trỏ đến redirect về cái hàm get URL về trang chủ. Xếp thôi. Lỗi bố rồi. Lỗi gì ta? Chung NQ xấu trai học dốt. Rồi tôi sẽ tiến hành DD nó ở đây. DD ra cái biến model đã. Đây rồi, model của tôi là name, à đây là sell price. Tôi vẫn đang để là sell price. Cái DB của tôi các cái cột có cái cột là cột price thôi chứ không có sell price. Cho nên là tôi phải sửa lại ở trong cái biến trong cái product này sell price ở đây thành price. Đây Coco này, đây là price. Rồi, chúng ta tiến hành save. Xem xem DB có chưa. Đây. Đi chưa nhỉ? Xóa cái này đi làm lại. Ủa? Direct
Lỗi rồi. Sao lại header location về cái này nhỉ? Location. Get URL path. À đây lại get nữa. Rồi rồi. Tôi chỉ redirect về cái này thôi. Đây dương quá. Thời đặc điểm cụt tay. Đây dương quá cô. Được chưa? Đây là cú pháp của cái hàm thêm. Thêm thì logic là cái gì? Đầu tiên là sinh ra thôi, lúc là sẽ sinh ra cái màn hình để thêm. Điền dữ liệu, gửi dữ liệu lên thì nó sẽ làm sao? Vào đây để tạo ra một đối tượng mới. Dán dữ liệu, chọn để insert và redirect về. Đây hết. Chưa? Đấy là cái logic làm thôi. Về đây nó lại ra admin này. Để tôi sửa lại một tí cái màn hình ở ngoài index homepage này. Rồi. Đi nữa. Có gì hỏi thì hỏi đi. Rồi tí nữa mà yên tâm mà làm bài. Nghĩ thử xem mình là làm cập nhật hả? Valid form gì? Em valid bằng cái gì? Oh, bây giờ mình chưa làm valid bằng PHP. Mình chỉ làm valid bằng JavaScript thôi. Valid bằng JavaScript có cần dạy không? Hả? À? Thôi đi. Rồi tốt. Dùng jQuery validation đấy. Dùng cái đấy cho nó nhanh. Xác ghét là nên dùng cái đấy. Đi thế nào? Xóa làm nào? Xóa. Xóa làm bao giờ? Rồi đọc cho tôi hàm xóa chạy như nào nào. Ví dụ tôi muốn thêm vào đây một cái nữa. Đây là echo get url là remove product id bằng cái này. Đây là nút remove. Úi dồi ôi. Rồi giờ bấm vào remove này ra. Xử lý kiểu gì? Như cái là như cái gì? Nào. Lại tạo một cái URL mới đúng không? Lại tạo một URL mới ở trong index.php này. Đây là gọi đến hàm là remove product này.
mở home controller ra, function remove product. Bây giờ sao? Chúng ta có model bằng product 2.2. File one cái đô la gạch dưới get id đi đúng không? Xong sao? Model trỏ đến delete và tiến hành redirect về trang chủ. Có mỗi thế này thôi. Đây trung học rốt, xóa đi nhá. Lại còn xấu trai. Được chưa? Rồi còn hàng gì nữa? Update tự làm đi. Lười vãi. Thêm rồi, xóa rồi. Tôi sửa nốt nhá. Đây chúng ta đang có sẵn hàm update product này. Tôi sẽ đẩy ra một cái form mới. Các bạn này, chưa cần các bạn phải làm FM đến mức là hai cái hành động này trỏ chung một form. Chưa cần phải làm cái khủng mức đấy. Chúng ta cứ tách hẳn form và tách tại tử tế là bạn cho nó làm hoàn. Chứ không cần, quan trọng là chức năng của chúng ta phải chạy được. Thấy chưa? Quan trọng là chức năng phải chạy được. Chứ chưa nhất thiết là cứ phải làm phát là làm một form, làm một file save. Không cần thiết là như thế. Ở đây tôi sẽ đẩy ra là update, form update này. Đúng không? Form update này tôi truyền ra cái model, truyền ra cái user. Quan trọng là chúng ta làm đến đâu chúng ta hiểu đã. Cứ từ từ. Form update này. Thì giờ tôi làm sao? Duplicate cái này lên đúng không? Ở đây có duplicate không? Đây duplicate lên này. Đặt tên là form trừ update. Rồi xong. Ở trong cái form này, form update này chúng ta cần cái gì? Cái value này, đặc biệt là các cái value này. Chúng ta cần giá trị cũ. Chúng ta có cái biến là model trỏ đến name. Đây là echo model trỏ đến price. Nằm ở cái text area này thì chúng ta phải viết chữ nằm ở giữa. Echo ra là model trỏ đến detail. Đúng không? iPhone X này. Cái gì một quả thận đây này. Được chưa? Rồi còn cái owner này thì sao? Còn cái owner tính sao? Nó phải chọn sẵn cái owner cũ của nó đúng không? Bây giờ làm nào để chọn sẵn? Thêm cái selected vào trong một cái option nào đấy đúng không? Chúng ta có như sau. PP if $u trỏ đến ID mà bằng với model trỏ đến created by thì chúng ta hiển thị cái chữ selected ở đây. Thằng này của Emmy này. Đây là của thằng Hiếu nhá. Của không được đấy. Chô chô cái gì mà chô chô nữa. Không cần echo. Đây nó đóng hết rồi này. Thì đây cái ngoài này là code của HTML. Hiểu chưa? Chẳng với va đâm gì. Để tôi coi xem là cái nó bị vấn đề là gì. Không có thằng nào được selected. Không phải echo mà đã bảo không cần echo. Model u trỏ đến id bằng với model trỏ đến created by. Đúng mà, mình làm đúng mà. Ê mày cày. If này, if u trỏ đến id bằng model trỏ đến created by. Thế mà mình có sai đâu. Không, cái cú pháp của nó là thế.
And if selected, what giờ hỏi? Chả có nhẽ. À, tôi sửa nhầm không ạ? Tôi sửa sửa nhầm file. Đây, 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 đây. Đây. Không sao, đến Bác Hồ có lúc sai lầm nữa là tôi. Không có gì cả. Đấy. Được chưa? Bây giờ sao? Save cũng vậy nha, save cứ tách URL ra, đây là port save update. URL dài không có gì cả. Kệ nó. Hoặc là để đây là save update. Product. Lại chưa có thì lại tạo ra. Nếu chưa có lại tạo ra thôi. Lại save update product vào. Làm lại cái này. Sửa tên này. Bây giờ cái model chúng ta không phải là new model nữa. Mà chúng ta sẽ là product. 2.2.file1. Cái dollar gạch dưới post ID. Sửa lại cái này thành update. Và redirect về luôn. Kệ nó. Hả? À ừ nhỉ. Tí quên. Chúng ta muốn giữ lại cái ID của người dùng á, chúng ta phải có thêm một cái input type bằng hidden, có name bằng ID, value bằng echo ra cái model trở đến ID. Đây. Đây ID bằng 3 đây. Thì cái này tôi bằng 6000 chẳng hạn, thì đây là bằng 4 quả thận. Ôi giời ơi. Function name must be string size dòng 53. Size dòng 53. 53 đây. À đây. Đây. 6000 mà. Ủa 6000 mà. Quê. Up lại nha. Vertu.xyz. Không được rồi. Hàm update lỗi rồi. À đã update đâu. Hơi bối rối. Nãy xóa đi quên không lưu vào. Được chưa? 6000. Sang rồi. Và hiển thị nốt cái detail ở ngoài cái trang index, trong homepage ấy. Homepage đâu nhỉ? Được chưa? Đẩy code lên nhá. Tôi sẽ đẩy code vào cả file SQL lên. Chúng ta dùng cái PT12312 MVC, bỏ cái lab 03 cũ đi nhá. Dùng một database thôi. Nhớ sửa lại cái hàm getURL nhá. Rồi bây giờ chúng ta luyện tập cho tôi ở bằng cái việc là thêm sửa xóa user. Được chưa? Thêm sửa xóa cái user này cho tôi. Nhớ khi mà thêm hoặc sửa, khi mà thêm chúng ta không
thêm thì phải mã hóa password nhé. Nhưng mà thêm thì phải mã hóa password rồi mới đi làm. Nhưng mà sửa ấy, đừng có thằng mua đi sửa password nhé. Sửa cái đấy là người đó. Đừng có sửa password, chỉ có sửa thông tin lên hoặc email thôi, để cho phép. Cứ sửa thông tin thôi mà. Còn password chúng ta phải có chức năng bảo tồn password sau. Đó, chứ đừng có mua đi mà. Sửa được nhưng mà không sửa, hiểu không? Làm đi. Những cái gì? Hôm nào thì gặp ông Thái, trong đó ông chia sẻ về đi chạy ra chỗ khách hàng, ông chụp khách hàng muốn con, cay đi nhở, nó ngu quá. Rốt, chửi khách hàng. Chửi thằng thôi, đấy là chửi. Đây còn bị mất. Thế này của bọn đầu trường đấy. Đầu trường của bọn anh. Mày xuống với mình ngắm gái gì? Sợ à, em đi hội qua rồi thì chúng béo bắt em lại thì mua thôi.